Các người phải thánh thiện vì ta, Thiên Chúa của các người là Đấng Thánh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Có một bài thơ của tác giả Hữu Thịnh, ông đặt tựa đề là Hỏi. Tôi hỏi đất, đất sống với nhau thế nào? Tôi làm tôn cao nhau lên. Tôi hỏi nước, nước sống với nhau thế nào? Tôi đổ đầy cho nhau. Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với nhau thế nào? Cỏ trả lời, tôi đan vào nhau để tạo nên cả đường chân trời. Tôi hỏi người, con người sống với nhau thế nào? Tôi hỏi người, con người sống với nhau thế nào? Tôi hỏi người, con người sống với nhau thế nào? Không phải tôi đọc lặp đi lặp lại, nhưng tác giả viết ba câu hỏi và không có câu trả lời. Và dĩ nhiên người ta vẫn có thể thấy được chủ tâm của tác giả. Rõ ràng con người nhiều khi cũng còn thua cả những vật thiên nhiên. Đất tôn cao lên là bởi vì người ta cứ đắp đường thì đường ngày càng cao lên, và đất khác sẽ nằm chịu khó nằm ở dưới để con đường có thể cao được. Nước đổ vào nhau là cái chỗ nào trũng thì nước nó lại chảy đến đó và nó đổ tràn cho nhau. Còn cây cỏ ở cạnh nhau thì nó đan với nhau để thành ra cả một con đường. Và con người nhiều khi thua cả các loài vật nữa. Con người cư xử với nhau, với những đồng loại của mình có khi còn thua. Và trong đó chúng ta cũng thấy được một cái lời nhắc nhở cách nào đó về tính nhân văn. Đã là con người, đã là đồng loại với nhau thì đừng có chịu thua những cái loài vô tri vô giác như thế. Hãy cũng biết khiêm tốn để biết tôn người khác lên. Hãy biết để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để làm đầy cho nhau. Hãy biết đoàn kết và yêu thương nhau để cuộc sống nó được tươi đẹp hơn. Dĩ nhiên chúng ta nhìn cái bài thơ đó dưới chiều kích nhân văn. Và trong tin mừng ngày hôm nay, ở bài đọc một trích sách Lê Vi, ông Môi-se cũng đại diện ra về để khẳng định với những người dân Do Thái: này, không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân, và hãy yêu đồng loại như chính mình, vì ta là Đức Chúa. Vâng, trong Cựu Ước như thế chúng ta đã thấy có cái lời kêu gọi để yêu thương đồng loại của mình. Không được trả thù, không được oán hận, bởi vì anh em phải sống thánh thiện vì Đức Chúa của anh em là Đấng Thánh. Đoạn sách gợi cho chúng ta, gợi cho con người nhớ đến nguồn gốc của mình là bắt nguồn từ Thiên Chúa, gợi cho con người nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa mà mỗi người đã được đón nhận, gợi lên một cái trách nhiệm của con người phải thể hiện và nối tiếp tình yêu của Thiên Chúa với nhau. Và cũng trên cả một tiến trình đó, bài tin mừng ngày hôm nay trích trong phúc âm của Thánh Matthew. Đó là phần kết của bài giảng trên núi, của bài giảng bát phúc. Trong những tuần qua chúng ta đã được nghe lặp đi lặp lại nhiều cái mệnh đề tương tự như vậy. Ngày xưa thì nghe nói rằng, còn ta nói với các người, Đức Giê-xu đến để ban một lề luật mới. Lề luật mới là bởi vì anh em hãy yêu kẻ thù, vì có thế mới trở nên con cái của Cha trên anh em trên trời. Đấng đã cho mặt trời soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống người công chính cũng như kẻ bất chính. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được, dưới ánh mắt nhìn của Thiên Chúa thì tất cả và từng con người một đều là do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương, đều được Thiên Chúa quan phòng, cho nắng, cho mưa. Một Thiên Chúa quan phòng cho mỗi con người một cuộc sống, và cuộc sống đó của mỗi người đều vẫn là giá trị. Tôi đang nhớ đến những cái câu chuyện vẫn xảy ra, và chắc chắn trên báo chí chúng ta cũng nghe đọc nhiều. Ngày ở bên nước Hoa Kỳ, trong cái vụ tòa tháp đôi bị sụp đổ, thì ở một nơi kia bỗng dưng đăng trên báo rằng đáng đời cái nước đó, nó là một cái nước quậy phá quá. Rồi người ta cũng thấy ở một cái nước lân bang của chúng ta,
khi mà bên Nhật xảy ra cơn sóng thần thì có những cái quán ghi lời quảng cáo: nhân dịp nước Nhật bị sóng thần lớn, chúng tôi giảm giá 50%. Thậm chí có quán rằng nếu có một cơn sóng thần thầy đổi đi cái nước Nhật thì chúng tôi sẽ bán, tôi sẽ tặng miễn phí. Và nhiều người bình luận cảm thấy ngỡ ngàng quá, bởi vì trong tình huống này rõ ràng những người là bị gặp thiên tai, những người gặp tai nạn đó là những người dân vô tội, tại sao lại phải gánh tội của một cái tập thể nào? Và người ta cũng nhận định rằng phải chăng ở trong một cái luồng văn hóa nào đó, ở trong một hệ thống tuyên truyền nào đó cứ nhồi nhét trong đầu óc của con người phân biệt giữa ta và địch, làm sao cứ nhắm thẳng quân thù để mà bắn, làm sao để cướp lấy chính quyền. Và cũng chính từ những cái khái niệm đó khiến con người nhìn nhau bằng một cặp mắt đáng sợ. Và rõ ràng ở đây người ta thấy con người không thể vô tâm với lại tất cả những người đau khổ như thế. Những câu chuyện xảy ra với đồng bào của chúng ta tại miền Trung, những câu chuyện xảy ra chỗ này chỗ khác, những con người bị đánh thương tích đổ máu vân vân, vẫn phải chạm đến con tim của chúng ta. Không được quyền nói những cái lời vô tâm đến như thế. Và ở đây người ta thấy đó chính là một cái thứ tình cảm đồng loại giữa con người với nhau. Máu chảy thì ruột mềm, và con người phải cảm thấy trong tình thương của mình cũng thương xót cho tất cả những người đang gặp tai họa ấy. Tin mừng của Đức Giêsu ngày hôm nay gợi cho chúng ta thấy anh em là môn đệ của Thầy, và vì vậy anh em phải sống đừng như những người dân ngoại, đừng như những người thu thuế, và cũng đừng chỉ theo những cái thói thôn hôn ngoan của con người. Đó cũng là lời của Thánh Phaolô nói: anh em đừng theo cái thói đời này và hãy trở nên điên rồ như trước mặt của Thiên Chúa. Anh em nên nhớ anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần ở trong đền thờ đó. Và nếu anh em phạm đến đền thờ đó là anh em phạm đến chính Thiên Chúa. Nơi con người, nơi bản thân của chúng ta có một Thiên Chúa ngự trị. Anh em mà, anh em đừng theo phàm nhân mà tự hào. Dù Phaolô, dù Apollo, dù Kepha, tất cả sự sống hiện tại tương lai thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Dĩ nhiên các bài phục vụ ngày hôm nay không phải nói với chúng ta về một cái sự không phân biệt đúng sai phải trái. Bài đọc một trong sách Lê-vi ghi rõ: đừng để lòng ghét người anh em, nhưng hãy mạnh dạn của trách, bằng không anh em sẽ mang tội vì nó. Ở đây nói một cách nào đó là phân biệt giữa cái sai lầm và con người. Sai lầm hay là tội lỗi hay là điều ác đi nữa thì nó không phải là con người. Và vì vậy vẫn phải có trách nhiệm phân biệt đúng sai tốt xấu, phải lên tiếng nói cho điều thiện. Đức Giêsu không chấp nhận tội lỗi, nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình rằng hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Đức Giêsu đón nhận Matthew nhưng mời Matthew để bước đi theo mình. Đức Giêsu đón nhận Gia-kêu nhưng mà đưa Gia-kêu là con cái của Abraham cũng trở thành một vị thánh của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều kỳ diệu trong tình yêu của Thiên Chúa. Dĩ nhiên trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tha thứ cho người quen của mình đã khó, tha thứ và quên đi những kẻ cho kẻ thù khó hơn nhiều, và nhất là cái giới luật yêu thương kẻ thù còn khó hơn gấp bội. Nhưng mà đó cũng chỉ là điều đặc biệt để phân biệt giữa những người anh hùng của đức tin và những thứ anh hùng khác. Những thứ anh hùng của trần gian người ta sẽ phải thấy được anh càng giết được nhiều quân địch thì đó là thành tích của anh. Còn đối với trong tin mừng thì những con người nếu cần phải có máu đổ ra thì không phải máu của người khác mà phải là máu của chính mình. Đức Giêsu trên đỉnh cao thập giá đã cầu nguyện xin Cha tha cho họ. Thánh Stefano khi bị ném đá cũng đã cầu nguyện: lạy Cha, xin Cha tha cho họ về những việc họ làm. Và cuộc đời của các vị tôn giáo, các vị tử đạo suốt 20 thế kỷ lịch sử
vẫn luôn luôn là một mẫu gương độc đáo và đặc biệt ấy. Và tôi cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn anh chị em về một người giáo dân nhỏ bé tại một cái vùng thôn quê tại Thái Bình. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Đó là vào khoảng năm 70. Khi đó thì chính quyền địa phương bao vây nhà thờ, đuổi giáo dân về và không cho đọc kinh nữa. Cô bé này mới chỉ có 13 tuổi, và cô cùng với bạn bè của mình bằng mọi cách vẫn cứ đến nhà thờ, vẫn mọi cách để đi vào trong lòng nhà thờ để đọc kinh. Chuyện thì giản đơn thế. Nhưng mà những người hành sự ngày hôm đó có thể là mất bình tĩnh, và cũng có thể là một sự tai nạn, ta gọi là bị cướp cò. Và cô gái đó, cô tên là Maria Lụa, bị một viên đạn bắn vào tim, rớt xuống bên mương ở bên cạnh. Người ta chở đi đến bệnh viện cách đó khoảng 50 cây số. Và rồi phải mấy ngày sau, người ta mới báo tin cho gia đình lên lãnh xác về chôn, và chôn trong lúc nửa đêm, 12 giờ đêm. Nhưng cái điều đặc biệt đó là những người hành xử, những người ta tạm gọi là những người đã làm cô đau khổ kể lại. Khi mà bé tỉnh dậy, bé chỉ có nói hai điều này thôi: xin các chú cho cháu chuyển lời chào ba mẹ, anh chị và các bạn bè của cháu. Và câu thứ hai đó là: các chú ơi, cháu tha cho các chú, nhưng các chú để cho bà con được sinh hoạt tôn giáo nha. Vâng, thưa cộng đoàn, những câu chuyện như thế là những câu chuyện vẫn cứ đang xảy ra. Và những câu chuyện như thế đó là một điều gì đó kỳ diệu của đức tin, kỳ diệu của tình yêu, của tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta đón nhận tin mừng ngày hôm nay, nhận đã được lời kêu mời của Thiên Chúa: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời. Chúng ta cũng có thể tìm nhiều mẫu gương của trần gian để noi gương bắt chước vị thánh này, noi gương bắt chước một danh nhân kia trong điều này điều khác. Nhưng chỉ Thiên Chúa mới là đấng hoàn thiện, và ngước lên nhìn lên Ngài, chúng ta luôn nhận được một lời mời để rời khỏi những cái gì tầm thường của cuộc sống, để vươn lên cao hơn theo mẫu gương của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để biết yêu thương, một tình yêu rộng lớn đối với mọi người, một tình yêu quảng đại. Và nhờ đó ta luôn luôn có thể cầu nguyện cho những kẻ đang tự nhận là đối thủ của chúng ta, để họ đón nhận được niềm vui từ Thiên Chúa, đón nhận được tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa nữa.